Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu rau xanh cho người dân, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho người trồng rau khi thành phố thực hiện giãn cách, những ngày qua, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đã chủ động cung ứng nguồn rau xanh tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vùng rau thôn Tây An, xã Hòa Châu có khoảng 30 hộ trồng rau. Sau khi thành phố thực hiện giãn cách theo chủ trương, ai ở đâu thì ở đó, người dân tại đây ra đồng chăm sóc, thu hoạch rau, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Trung bình mỗi ngày, nơi đây cung cấp được khoảng 2 tạ rau, góp phần đáp ứng nhu cầu rau xanh cho nhân dân trên địa bàn xã với giá cả ổn định. Chú cũng bán cái giá bình dân cho người dân họ sử dụng thôi, chứ không giá cô, giá 10.000 bó. Bà con cũng chấp hành cái 5K của chủ trương của nhà nước. Mình đi theo khung giờ, người đi ra xong là lồm xong là về tới người khác ra, chứ không tập trung đông, mà là mỗi người là mỗi đốm riêng thôi. Hàng ngày, tổ COVID cộng đồng tại các thôn xuống hỗ trợ người dân thu hoạch, thu mua mang về xã để phân phối đến nơi có nhu cầu. Điều này cũng góp phần giúp đỡ các hộ trồng rau khi đứng trước nguy cơ không thể tiêu thụ được sản lượng rau đã đến kỳ thu hoạch do giãn cách xã hội. Chỗ cái tổ COVID của địa phương cũng khuyến cáo nhân dân thực hiện chỉ thị là thực hiện đúng cái chương trình phòng chống dịch, là thực hiện cái 5K. Đặc biệt mỗi hộ đăng ký đúng một người để ra chăm sóc vườn rau để đủ cung ứng theo cái nguyên tắc của phòng chống dịch. Sau đó thì thu gom lại và cái tổ cung ứng sẽ vận chuyển, thu gom cho bà con vận chuyển lên địa điểm tập kết. Bên cạnh nguồn rau xanh, xã Hòa Châu cũng chủ động các nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ khác như trứng, thịt heo, thịt gà, vừa giúp nông dân giải phóng nguồn nông sản bị dồn động, vừa có nguồn cung ứng cho đa số người dân trên địa bàn xã.